thường trong cái ngày lễ Tết ấy, mỗi một gia đình Việt Nam mình, và đặc biệt là ở khu đồng bằng Bắc Bộ này, thì đều có bày một cái mâm ngũ quả. Tại sao thì lại gọi là ngũ quả? Là bởi vì thông thường thì các cụ người nhà ta là chỉ chọn 5 loại quả để cho nó tương ứng với lại ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, mong cho mọi sự trong một năm nó sẽ được vận hành được rất là tốt lành. Ở miền Bắc này thì hay chọn cái nải chuối là quan trọng nhất, là trung tâm. Từ cái nải chuối rồi là phải có cái quả bưởi, rồi quả xoài, quả đu đủ, quả cam, rồi quả táo. Nải chuối nó thể hiện cho một cái sự sung vầy, sung túc củ đầy. Đến cái quả bưởi thể hiện cho một cái sự sung túc, cái sự tròn đầy, đầy đặn. Con người ở cái vùng trồng lúa nước này rất là vất vả, phải chống chọi với thiên nhiên, chống chọi với bão lũ. Thế này thường người ta bày có cái quả đu đủ, mong muốn cho một cái sự đủ đầy. Thế rồi đến cái quả thanh long nó có màu đỏ và nó có một cái sức vươn lên, rồng gặp mây ấy. Quả Phật thủ ấy thì là nó như một cái bàn tay Phật xòe ra rất là đều và nâng đỡ, mong mỏi một cái sự che chở an lành trong cuộc sống. Ngoài ra thì có các cái loại quả khác nữa, ví dụ như là đây là quả lê, thế rồi thì là quả cam, quả quýt, có thể nói là ngũ quả, nhưng mà cũng có những người ta bày còn có thể hơn. Các cái quả về ngũ quả thì không được chín quá, chọn những cái quả mà nó nây nắn đầy đặn, nó không bị sứt sẹo. Ngũ quả thì nên nhiều màu sắc, cũng nên chọn cái thứ nó hài hòa. Những ngày lễ ngày Tết, con cháu ở từ khắp các nơi xa về tụ hội về, đứng trước ban thờ nó linh thiêng lắm cháu ạ. Thắp nén nhang thơm, nhìn lên ban thờ, trước mặt mình là mâm ngũ quả, thể hiện một cái sự đã đủ đầy, ước vọng, cái mong muốn một cái năm mới tốt lành,